Ngày 4 tháng 11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động khối nhà ở căn hộ khách sạn thuộc dự án SLC Sea Tower Quy Nhơn do công ty cổ phần xây dựng SLC Faros làm chủ đầu tư. Nguyên nhân đình chỉ hoạt động là do công ty này đưa khối nhà ở căn hộ khách sạn trên vào sử dụng khi chưa nghiệm thu hệ thống công trình phòng cháy chữa cháy. Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn 1 tháng, từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Dự án SLC Sea Tower Quy Nhơn nằm trên khu đất DV1, DV4 thuộc khu đô thị thương mại dịch vụ phía tây đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đề nghị công ty cổ phần xây dựng SLC Faros khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khối nhà trên. Trước đó, ngày 20 tháng 9, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, yêu cầu Công an tỉnh và các sở xây dựng, du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan quản lý sử dụng hai tòa nhà cao tầng ở Quy Nhơn, trong đó có tòa nhà của công ty cổ phần xây dựng SLC Faros. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị không đưa dự án SLC Sea Tower Quy Nhơn vào khai thác sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công công trình, quy định tại luật xây dựng số 62/2020/QH14.